Xin chào anh em, mình là Nam E. Mình vừa mượn được cái bộ lục giác Vera Hex Plus. Đây là bộ lục giác gồm có 9 cái thanh lục giác ở bên trong cái bộ này. Và mỗi cái thanh lục giác này đều được thân đều được bọc nhựa để anh em cầm nắm dễ dàng hơn. Anh em có thể mua ở Việt Nam với giá loanh quanh đâu đó khoảng chừng 1 triệu đồng. Đây là cái bộ lục giác nha anh em, tức là nó chỉ có các cái cây lục giác thôi, nó không có cái vít tròn, vít dẹt, vít Phillips. Chính vì cái đây là bộ lục giác thôi cho nên là nó hơi kén người sử dụng, không phải ai cũng có cần sử dụng cái bộ lục giác này. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất là ít khi cần phải sử dụng đến những cái con lục giác này. Nó chỉ dành cho một số anh em làm ngành nghề chuyên biệt thôi, ví dụ như là anh em kỹ thuật, anh em hay làm việc với máy móc mới cần cái bộ lục giác. Còn thông thường thì ở gia đình chúng ta thì cơ hội mà sử dụng lục giác thì hơi ít hơn những cái loại khác. Mình cũng trên tay cho anh em biết là có cái bộ sản phẩm như thế này. Bộ này có 9 cái, 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly. Thì dành cho anh em chưa biết nha, cái ly, kích thước ly ở trên đây là gì? Mm, chính là mm. Ví dụ mình lấy cái 5 ly ra ngoài thì 5 ly là cái đường kính lỗ của con ốc 5 ly. Đường kính này 5 ly, mình lấy cái đầu 5, mình bỏ vô là nó sẽ vừa khít. Mình sẽ vặn thì nó chắc chắn sẽ là 5 mm. Rồi, bỏ này xuống đây. Thì đặc điểm mà Vera họ giới thiệu ở bộ này nó ngon ở những cái chi tiết sau. Đầu tiên, cái thân của tất cả những cái con Allen key, những con lục giác này nó đều được bọc nhựa để anh em cầm nắm dễ dàng hơn. Cái thứ hai, cái này là Hex Plus. Plus là anh em có thể để ý thấy cái phần vát cạnh của cái lục giác này nó không có thẳng hoàn toàn mà nó hơi cong xuống một chút xíu, hơi lõm xuống một xíu, đó là Hex Plus. Mặt thông thường không có Hex Plus là mặt nó sẽ thẳng, phẳng. Bốn mặt nó phẳng. Thì cái thiết kế này của Vera họ bảo rằng nó giúp cho cái con ốc vít đỡ bị tuôn. Lòng ốc nó không bị tuôn, không bị tuôn này, nếu không có Hex Plus thì nó sẽ bị tuôn. Đó có Hex Plus thì nó sẽ không bị tuôn. Lợi thứ hai á là với những cái con ốc vít mà đã bị tuôn rồi á thì anh em bỏ vô thì dễ nó bị tuột lắm. Dễ tuột ha. Còn chúng ta bỏ cái cây Hex Plus vào thì nó bám chắc hơn và anh em có thể dễ dàng vặn được nhiều hơn. Cái bộ Vera Hex Plus có hai đầu, một đầu là đầu lục giác, đầu kia là cũng là lục giác mà lục giác tròn. Lục giác tròn thì nó cơ bản thì nó cũng y như là lục giác thường thôi. Nhưng mà cái lợi ích của nó là thay đổi được góc vặn. Ở lục giác thường thì anh em cắm vào, nó chỉ có một góc là góc vuông góc vặn được thôi. Còn với cái lục giác tròn á thì chúng ta có thể thay đổi được cái góc vặn. Đấy, nghiêng hơn chút xíu vẫn vặn được. Đó là ưu điểm của lục giác tròn. Đó, kích thước thử cho anh em coi. Cái 10 ly này thì độ dài là khoảng chừng 24 cm. Còn cái một nhỏ nhất là cái 1 ly rưỡi thì có độ dài khoảng chừng 9 cm. Như mình có nói nãy đó, việc mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc với ốc lục giác thì chắc là sẽ hiếm. Không phải ai cũng thường xuyên tiếp xúc với ốc lục giác hàng ngày đâu. Lục giác thì sẽ dành cho một số anh em chuyên nghiệp thôi, chuyên biệt. Anh em hay làm máy móc, làm liên quan tới máy móc thì anh em mới cần sử dụng đồ lục giác thôi, còn bình thường chắc chả cần. Có một số đồ chơi này nọ sẽ sử dụng những con nhỏ nhỏ này. Đấy. Mình đã tháo được cái con này. Trang web của Vera thì có cái phiên bản nâng cấp của cái bộ Hex Plus này. Là ở những cái con đầu to này nè. Thì nó có kèm thêm một cái viên bi. Viên bi này để anh em nhét cái tool vào trong cái con ốc á. Và anh em nó giữ chặt lại bên trong luôn. Không bị rớt ra. Cái bộ mình đang cầm trên tay này thì nó không có cái con ốc ở những cái trên đầu này. Cũng không quan trọng lắm ha. Rồi, chị giới thiệu cho anh em biết, nếu như anh em thường xuyên sử dụng Allen key, thường xuyên sử dụng những cái bộ lục giác thì anh em có thể tham khảo mua cái bộ lục giác Vera này, rất là xịn, có thể dùng được trong nhiều năm trời. Bộ Hex Plus nó sẽ giúp cho anh em bảo toàn được cái đầu vít, không có bị tuôn đầu vít, hoặc là anh em với những con vít đã bị tuôn đầu á, anh em sử dụng cái đầu Hex Plus này thì giúp anh em mở vít ra được dễ dàng hơn. Cảm ơn anh em đã xem video này và nếu em có nhu cầu mua thì lên mạng tìm mua thôi là sẽ có nhiều người bán mà. Cảm ơn anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau của mình. Bye.